Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minecraft. Thì như các bạn đã thấy, mình đã tìm được khá là nhiều thứ, nhưng mà thiếu một thứ rất là quan trọng, đó là kim cương. Mình với đào có 4 hạt diện thạch đó, để làm cái bàn chain, quăng cái bàn chain đào mấy cái quặng lên nè. Cái gì đó quên rồi, gì đó, all miner phải không? Là đào cái mấy quặng này ra hết á. Rồi, mình đã kiếm ra được thêm cái bàn chain nữa nè. Kế bên luôn á. Thì hình như trong spawn của mình phải không? Hình như là vậy. Mà mấy pha zombie mình nghĩ đâu mới cần phải trong sponsor gì đâu. Ý, khoan, 15 16 oh, ok, 15 block. Cách đây 15 block là nó sẽ hoạt động ha. Vì nếu mình đi lên trên này 15 block thì nó sẽ tạo zombie ra. Được, mình có thể dẫn zombie nó vô cái đường nước á, bắn nó thẳng lên trời, xong rồi cho nó gớt xuống trong tầm hai mấy block là nó sẽ không chết á, rồi đánh hết một thôi. À cái này bên kia phải không? Phải không ta? Cái gì đi ghê vậy? Nhả nữa. Chắc vậy. Rồi bánh chai. Mình sợ Reaper trên đầu gớt xuống rồi. Mình đó là cái swarm bây giờ nước nó màu đó. Rồi biết này như là khác hay gì á. Đây có quái nè, cẩn thận xíu. Nghe tiếng đã à? Nếu mình nhìn gọi không? Đây là... Wait. Cái Ravin lạ đời nhất mình từng thấy luôn á. Đấy là gì? Chưa từng qua đây mà sao? Sao lại có cobblestone ngay vậy ta? What? Bên đó chẳng có gì đâu, thôi đi. Qua đây lại nè. Hey. Lắp biết lấy luôn đi. Thôn. Đó, thấy ghê không? Creeper là nát rồi đó. Mình chưa có khiên. Có vẻ là... Oh man. Không có kim cương rồi. Rồi qua đó chơi, để mình đổ nước ở đây đi để cái ăn nè. Nữa kìa, em thạch không luôn á. Đây này bậy nè. Nó tạo cái đá liên tục luôn á, thì không qua được rồi. Rất tiếc, rất tiếc. Đây thì sao? Không có luôn. Thôi đi mai tiếp đi. Này mệt quá. Bên tay phải mình là một cái hang nữa nè. Cái seed này quá trời nhiều hang luôn á. Với lại swarm. Đó, tay trái là hang nữa đó. Quả lương ta à. Xin. Cái này phải cắm cái đốt mới được. Hoặc là đắp nó lại đi. Phải cắm đốt thì cũng đốt đi. Lên 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 lên. Chiến đấu cái. Ok. Gì luôn đi, mình sẽ để đốt ở đây á, phòng ngừa trường hợp có nham thạch. Một viên. Hai, ba. Không, mình cần hai thôi mà. Thì để dành lấy á, đã có phát sinh đi đào. Vì hiện tại bây giờ á, kim cương hiếm. Mới kiếm được có quặng duy nhất luôn.
Ok, nãy đào hơi lố rồi. Đào luôn 3 viên rồi. Ồ, nhìn đẹp ghê luôn á. Mặt trăng nhìn qua khung cửa sổ. Rất là hữu tình. Không cơ lại. Yeah, quá trời đẹp luôn. Bây giờ làm thứ mình cần đi. Mía nè. Làm cái giấy. Rồi mình phải có da bò làm sắt nữa. Tuyệt vời. Đây. Cái gì? Tao nổ được, what the hell? Nãy mình chạy không hả? Nãy mình nói với bạn là Ripper. Mình vừa nói Ripper sao là mình chạy liền luôn á. Mà nó vẫn nổ. Hay thiệt. Xin biến da coi. Ok. Cái gì không? Sắt là cái này già. Yeah. Qua như vậy. Bập bập bập. Cái bàn này mình để ở ngay đây đi. Vị trí của farm ở đâu mình cũng không nhớ nữa. Mình như đâu đào cái bàn của phép lên được đúng không? Nhớ là vậy. Kệ đi không sao đâu. Để đây đi. Rồi. Ừ, nè. Đây là cái enchant cái cốt để có được lộn. Để có được Vein Miner là biết lên cuốn lên. What the hả? Lapis lên và có lỗi này cuốn Lapis thấy không có chôn nè cuốn Lapis. What à, mấy cái quỷ sứ này sao à, mà đi tuốt bển mới được, mốt làm hết đường gây luôn. Được á, ta vui á. Muốn chặt gỗ chạy đường ngay quanh đây. Không chạy về á. Ý tưởng rất hay. Mà biết có làm không? Làm cái nữa là mất tiêu ghiệu luôn nè. Ý, chưa hả? Rồi, cần cây thôi được à. Ừ hả, nó có cái gì? Mới cập nhật thêm cái gì để xây nhà đó. À mà nó đâu có đâu. Phải kiếm cái cây tre mới được. Thì vẫn dùng cách cũ đó. Gì ha. Rồi mình cần một cái ghe gì nè. Đó. Thì mình test thử. 1, 2, 3. Không, yeah, ok. Tức là nó sẽ không phá cái nhà mà nếu mình làm gì. Cái lần hình như là 1.3.2 á. Mình phá, mình lỡ có một miếng gỗ ở đây nè. Đi hết nguyên cái nhà luôn. Mà nhà của dân làng chứ không phải của mình. Cũng đỡ. Lên đây một cái đường ray tăng tốc. Cây này phải chặt ra nè. Oh, đây là cái nhà. Ok lỡ. Sorry, nhà của ai sorry nha. Nãy tao nói gì ta. Ừ, máy bằng đá. Vì nếu có máy cắt đá thì tốt hơn á. Không lấy à. Máy cắt đá làm kiểu gì ta? Úp. Rồi để đá vô nữa, 1-1 nè, 1-2 luôn chứ. Một cục này được hai miếng này. Ở trên ở dưới ta, chắc ở dưới đẹp hơn. Ý quên. Trời heo đang làm gì á? Thôi lỡ rồi. Chắc là ý trời quá. Mình tính làm cái máy bằng đá mà cuối cùng thành ra là gì luôn rồi. Đây là cái phủ xung quanh nhìn cho đẹp hả? Mày cài lỡ rồi. Ok. Rồi mình làm cái máy thẳng lên như vậy. Rất là cơ bản. Một căn nhà quá bình thường, không có gì đặc biệt hết. Có màu chưa hợp á. Cái này là quá ít. Màu đen là quá nhiều. Mà mình thích màu đen này cho nên là vẫn cứ xài thôi. Màu đen sô-cô-la. Không biết có máy cắt gỗ không á. Vì hơi tốn. Quá trời tốn luôn á. Đủ chưa ta, để có 1 tầng 2, 3. Chưa không tính ha. Oh shit. À, lại là số chẵn nữa. Nó không có ở giữa. Làm số quắc à. Nhưng mình có thể sửa được bằng cách là nghiêng cái máy vào bên luôn.
Máy sẽ qua bên đây nè, rồi ngắn hơn chỗ này. Vì mình sẽ lấy chỗ này làm giữa nè. Hoặc là ở đây đi, đây đẹp hơn nè. 1, 2, 3, 4, 5. Mình cần mấy cái thang gấp. Kiểu gì ta, qua đây. Oh man. Gì không phải gì. Oh vậy. Đơn giản vậy thôi đó. Khá chật. Mà lên cao nữa là không đẹp. Kệ đi. Mình khoái gọng gãi hơn. Rồi luôn. Ây. Có thể nói là nhìn cũng tạm. Vậy thôi. Đây mình sẽ dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Là các bạn vào tập sau. Bye bye.